Tuyết Oanh và Nam Cường, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, những cánh rừng trên thực tế đã và đang bị tàn phá ở khắp nơi. Thế nhưng, nhìn bản báo cáo trên giấy về bảo vệ rừng thì toàn số liệu rất đẹp và sự trái ngược này khiến dư luận không khỏi lắc đầu. Đây là một nội dung đáng quan tâm sẽ được chúng tôi chia sẻ, bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Song song đó còn có nhiều thông tin nóng, những câu chuyện thú vị và ý nghĩa cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Sau đây, như thường lệ, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Hà Nội bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ vì món nợ 80 triệu đồng. Chuyên mục nóng trên mặt báo, rừng đang bị tàn phá và những con số đẹp về bảo vệ rừng. Người dân hiến tặng hàng trăm kỷ vật chống dịch. Nhà hàng lập kỷ lục về tốc độ phục vụ món. Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết đang phối hợp các lực lượng liên quan củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng số tiền lớn vừa xảy ra trên địa bàn huyện. Đây là tụ điểm đá gà có quy mô lớn, xung quanh có tường rào cao 3 mét. Lối vào được các đối tượng bố trí nhiều lớp cửa, phân công người cảnh giới để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 4, Công an huyện Trà Cú phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh bắt quả tang 44 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 489 triệu đồng tiền mặt, 14 con gà, 14 xe máy, 1 xe ô tô, 1 cân đồng hồ, 20 cặp cửa sắt, 96 cuộn băng keo. Qua điều tra xác minh ban đầu, Công an huyện Trà Cú xác định các đối tượng có hộ khẩu ở các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre. Hiện Công an huyện Trà Cú đã xác định được các đối tượng đứng ra tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền là Nguyễn Hữu Nam, tên thường gọi là Lương, 40 tuổi, Trịnh Văn Hưởng, 39 tuổi, cùng ngụ ấp chợ, xã Tập Sơn, và Phạm Trường Vũ, 34 tuổi, ngụ ấp Chánh Hội B, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang xác minh điều tra một người đàn ông cao lớn bất ngờ xông vào cửa hàng điện thoại, cầm hung khí, khống chế nữ nhân viên để cướp tài sản. Sự việc được camera an ninh của cửa hàng điện thoại ghi lại đang được chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, vụ việc diễn ra vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm này, một người đàn ông cao lớn bất ngờ xông vào cửa hàng, trên tay cầm một chiếc dao lớn chạy thẳng vào quầy thu ngân để tiếp cận và khống chế nữ nhân viên. Khi nhận ra kẻ cướp mang theo hung khí, nhân viên chỉ dám phản ứng yếu ớt bằng cách hét lên rồi lấy tay giữ lại ngăn khóa. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn trong 5 giây, tên này đã túm cục tiền lớn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vừa chạy, tên này vừa giơ dao đe dọa nữ nhân viên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy, Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Phùng Văn Vinh, sinh năm 1994, quê ở Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang vì có dấu hiệu giết người cướp tài sản. Vinh là nghi can sát hại người phụ nữ tên H, sinh năm 1987, quê Hòa Bình, xảy ra trên địa bàn phường Quang Hoa, được phát hiện hôm ngày 15 tháng 4 vừa qua. Tại cơ quan công an điều tra, Vinh khai nhận quen biết và cho H vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12 tháng 4, Vinh đến phòng trọ của chị H ở ngõ 143 Quang Hoa đòi số tiền trên, tuy nhiên chị H nói chỉ trả được 6 triệu đồng. Hai bên xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Vinh lấy 3 chiếc điện thoại di động và 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều thiết bị y tế điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, Công an huyện Can Lộc kiểm tra xe ô tô do anh Nguyễn Hoàng Hải, ngụ tỉnh Hưng Yên điều khiển thì phát hiện 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19, 3.000 kit xét nghiệm COVID-19 và 220 chai rượu ngâm không nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Trước đó, lực lượng công an cũng đã phát hiện chị Nguyễn Thị Vân, ngụ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có hành vi tàng trữ 4.500 khẩu trang y tế và 225 kit xét nghiệm, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, tiến hành kiểm tra một cơ sở trên đường Hoàng Văn Thái, chuyên kinh doanh nhiều mặt hàng liên quan đến việc đánh bạc.
Cơ sở kinh doanh này do Nguyễn Mạnh Anh, 28 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội làm chủ. Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 606 sản phẩm hàng hóa, các loại gồm bài tay, chén, camera, kính áp tròng, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở khai nhận đã mua các sản phẩm trên ở một số trang mạng xã hội và vận chuyển theo đường bộ về cất giữ tại cơ sở để bán lại cho khách hàng khi có yêu cầu. Qua kiểm tra, lực lượng công an nghi vấn các đối tượng mua số hàng hóa trên về để sử dụng vào việc gian lận trong đánh bạc. Hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản tạm giữ các tang vật vi phạm nói trên và tiếp tục khai thác mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên các mặt báo luôn nóng lên bởi những tin tức liên quan đến phá rừng. Như báo Thanh Niên ngày 11 tháng 4 có bài viết với tiêu đề "Vì sao rừng vẫn liên tục bị thảm sát, gần 400 hectare rừng bị đốn, chính quyền kiểm lâm ngơ ngác". Hay vào ngày 16 tháng 4 có bài "Đắk Lắk rừng dự án bị phá trụi, nhân viên bảo vệ không dám nặng lời". Báo Tuổi Trẻ ngày 14 tháng 4 có bài viết "Xã để 382 hectare rừng bị tàn phá trong thời gian dài, khởi tố vụ án". Vâng. Và đó là những thông tin mới nhất trong những ngày gần đây. Còn thời gian trước đó, năm ngoái và những năm trước nữa, thì hầu như tháng nào cũng có những thông tin về tàn phá rừng. Báo Lao Động ngày 16 tháng 4 đăng bài "Yên Bái bị phạt nhiều lần vẫn ngang nhiên san gạt đất rừng trái phép", phản ánh tình trạng nhiều diện tích đất rừng quản lý của xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn bị một số đơn vị ngang nhiên san gạt lấy mặt bằng bất chấp sự can thiệp của cơ quan chức năng. Phóng viên ghi nhận nhiều cây gỗ thông hàng chục năm tuổi bị chặt hạ. Trước sự ngang nhiên của những kẻ phá rừng, xã bất lực kêu cứu lên huyện. Một tin khác, công an đã bắt được một số đối tượng trong nhóm người phá gần 400 hectare rừng ở Đắk Lắk. Dư luận cho rằng những kẻ trực tiếp phá rừng này chỉ là tay sai, đằng sau chắc chắn có ông trùm chỉ đạo phải điều tra bắt được những kẻ giấu mặt. Rừng bị phá dưới danh nghĩa triển khai các dự án thủy điện, điện gió, làm đường quốc phòng, nghe việc gì cũng rất thuyết phục. Nhưng liệu có phải vì phát triển kinh tế hay phục vụ nhóm lợi ích? Hơn 15 hectare rừng đặc dụng của vườn quốc gia Chư Giang Sinh thuộc tỉnh Đắk Lắk, nhiều diện tích rừng đặc dụng của vườn quốc gia Bì Đốp Núi Bà thuộc tỉnh Lâm Đồng đã bị phá trắng khi chưa được phép chuyển đổi. Người ta phá rừng để thi công dự án đường Trường Sơn Đông nhưng vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ rừng. Năm 2020-2021, phóng viên báo chí đi thực tế và ghi nhận các vụ phá rừng xảy ra khắp nơi. Hãy cùng điểm qua một số bài viết đáng chú ý như vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin tiếp tục đình chỉ công tác chủ tịch xã, để mất gần 10.000 hectare rừng, nhiều chủ rừng ở Gia Lai bị khởi tố, rừng ở Lâm Đồng liên tục bị phá do nhiều chủ rừng buông lỏng quản lý, Đắk Nông xảy ra vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Thực tế là vậy, nhưng chúng ta hãy cùng điểm qua báo cáo của ngành lâm nghiệp năm 2021. Về phát triển rừng, toàn quốc trồng được 277.830 hectare rừng, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2020. Trồng 98,96 triệu cây phân tán, đạt 108,5% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42,02%, đạt mục tiêu đề ra. Về bảo vệ rừng thì số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và diện tích rừng bị thiệt hại đều giảm. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là, thưa quý vị, là chúng ta cần phải có báo cáo về diện tích rừng bị tàn phá, diện tích đất rừng bị lấn chiếm và bị khai thác cho các dự án. Ngành kiểm lâm và chính quyền địa phương cần phải đối diện với sự thật về tình trạng rừng đang bị hủy diệt. Nếu như chỉ nắng nót cho đẹp các bản báo cáo, thì sẽ có ngày không còn rừng để báo cáo nữa. Những thông tin về đời sống xã hội dân sinh sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều tổ chức cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực thu thập tài liệu, vật dụng, sáng tác tác phẩm nghệ thuật phản ánh cuộc chiến chống dịch Covid-19. Hàng trăm kỷ vật từ người dân và các nghệ sĩ đã được hiến tặng cho bảo tàng tại hội nghị tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong số các kỷ vật được hiến tặng, đáng chú ý là cây ATM gạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 và cha đẻ ATM gạo Hoàng Tuấn Anh, xe xét nghiệm lưu động của Ủy ban Mặt trận Việt Nam huyện Hóc Môn. Những vật dụng quen thuộc như đôi dép tổ ong, kính bảo hộ, khăn rằn mà nghệ sĩ Quyền Linh sử dụng khi đi làm thiện nguyện trong thời gian chống dịch.
họa sĩ Lê Sang Long, giảng viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ vật ý nghĩa đôi giày kỷ niệm, kể về câu chuyện của bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy mua tặng con đôi giày trong khi làm việc chống dịch. Nhưng khi hết giãn cách xã hội thì con chị không đi vừa nữa. Ngoài ra, họa sĩ Long còn gửi đến bảo tàng tác phẩm Toàn Đảng, Toàn Dân, Toàn Quân, Đoàn kết đẩy lùi đại dịch COVID-19 và bộ sưu tập gồm 20 bức tranh chân dung những người truyền cảm hứng do mình sáng tác. Bởi vì qua cái cơn đại dịch thì mọi người chúng ta thấy rằng cuộc sống rất là mong manh và chúng ta thấy rằng là phải có một cái nghĩa cử gì đối với cộng đồng. Cũng giống như trước đây, ở trong đại dịch thì tôi có vẽ cái bộ tranh Sài Gòn trong thời gian cách và có một số tranh tôi bán thì cũng đã hiến tặng lại một phần cho báo Thanh Niên, cho báo Người Lao Động, báo Tiền Phong và nhiều báo khác để ủng hộ cho những cái trẻ em bị Covid hoặc là bị các gia đình thân nhân mất vì Covid. Và hy vọng rằng bảo tàng của Trung ương sẽ lan tỏa tình đồng bào đến mọi người hơn nữa. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố Hồ Chí Minh thì trao tặng bộ áo dài yêu thích mặc khi làm thiện nguyện trong thời gian chống dịch. Chị suy nghĩ rất nhiều để tặng cái áo đó, bởi áo đó là một trong những cái áo cưng của chị. Nhân cái dịp mà đầu tiên phát quà cho 100 em mà Covid trong cái này, chị thương mấy con, chị lấy cái áo thiệt đẹp, chị bận ra cho tụi nó coi. Thì cái áo đó nó dính liền với những cái tình cảm của chị. Hưởng ứng lời kêu gọi trao tặng của bảo tàng, 31 cá nhân và 8 tổ chức đã hiến tặng hơn 600 đơn vị hiện vật liên quan đến hai chủ đề: kỷ vật thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước và kỷ vật cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trong thời gian qua. Theo ban tổ chức, nhiều hiện vật là vật dụng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 chưa được xử lý hóa chất nên chưa được trưng bày, giới thiệu trong dịp. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với những câu chuyện, những sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, khi các biện pháp hạn chế chống dịch dần nới lỏng thì nhiều người ở thủ đô Jakarta của Indonesia chọn dùng bữa tối lơ lửng trên bầu trời để ăn mừng. Đó chính là Lounge in the Sky, nhà hàng phục vụ các bữa ăn trên độ cao 50m, đang mở cửa cho những người thích cảm giác mạnh ở Indonesia. Nhà hàng giữa lưng chừng trời mây phục vụ các suất ăn với giá khoảng 110 đến 260 đô la Mỹ và có thể tiếp cùng lúc 32 khách. Thực khách khi tới nhà hàng sẽ được thắt dây an toàn vào ghế ngồi và được nâng lên độ cao hàng chục mét bằng cần cẩu. Đầu bếp và nhân viên phục vụ sẽ đeo dây bảo hộ trong quá trình phục vụ. Ý tưởng phục vụ bữa tối trên bầu trời này được hai doanh nhân người Mỹ triển khai. Kể từ năm 2006, mô hình nhà hàng độc đáo này đã mở rộng ra hàng chục quốc gia. Thưa quý vị, còn đây là Kangari Bandi, một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Guadalajara của Mexico, từng lập kỷ lục Guinness Thế giới cách đây 25 năm về việc phục vụ đồ ăn nhanh nhất thế giới vẫn tiếp tục giữ vững phong độ. Nhà hàng này có thể phục vụ một món ăn trong vòng 13,5 giây kể từ khi khách hàng gọi món cho đến khi đồ ăn được dọn ra bàn. Đây là một nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng với Carne Enchilada, một món ăn truyền thống của Mexico. Khan Garibandi đã xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về dịch vụ đồ ăn nhanh nhất thế giới kể từ năm 1996 và đến giờ chưa nhà hàng nào vượt qua được họ. Được biết, kỷ lục này bắt đầu như một trò chơi giữa những người phục vụ để xem ai có thể mang thức ăn đến từng bàn nhanh nhất. Cuộc thi đó vô tình giúp nhà hàng đạt được kỷ lục Guinness. Thiệt thòi trong hoạt Ngày 17 tháng 4, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Giang Thành, Kiên Giang đã có báo cáo nhanh về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang để xin ý kiến, chỉ đạo và tiến hành điều tra xử lý hai vụ buôn lậu diễn ra trong đêm. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 4, qua công tác nắm địa bàn, cán bộ đơn vị báo về trong đêm sẽ có các đối tượng mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Giang Thành báo cáo nhanh về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Được sự đồng ý của cấp trên, Đồn Biên phòng Giang Thành đã tổ chức truy bắt. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ số 1 phát hiện 3 đối tượng đang mang vác 3 bao tải lớn đi từ bên kia biên giới cách Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang chừng 180 mét. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành chặn bắt, lợi dụng đêm tối, 3 đối tượng vớt lại 3 bao tải rồi bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Qua kiểm tra, trong 3 bao tải chứa 1.400 gói thuốc lá. Đến 21 giờ 10 phút, cũng tại đoạn biên giới nói trên, tổ công tác số 2 phát hiện 3 đối tượng mang vác 3 bao tải, trên tay có cầm roi điện, dao cán dài. Phát hiện lực lượng biên phòng, 3 đối tượng vứt lại 3 bao tải, dùng roi điện, dao cán dài chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát về bên kia biên giới. Qua kiểm tra,
Bên trong 3 bao tải có chứa 1.400 gói thuốc lá. Một trụ điện trên đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đổ chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc và nhiều hộ dân bị mất điện. Liên quan đến vụ việc này, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Lạc Long Quân để khắc phục sự cố. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút, cục điện cao thế tại số 914 đường Lạc Long Quân bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bật gốc, đổ xuống đường Lạc Long Quân, chắn ngang đường. Rất may thời điểm này người dân chạy chậm nên kịp né tránh. Tại hiện trường, cột điện cao gần 10 mét cùng nhiều bình điện nằm chắn ngang, phần gốc tạo hố sâu hơn 0,5 mét. Nhận thông tin, nhân viên công ty điện lực có mặt xử lý hiện trường, công an địa phương cũng phong tỏa tuyến đường qua hiện trường. Một ngọn lửa xuất phát, sau đó bao trùm tầng 7 của tiệm massage trên phố Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Theo đó, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ tầng 7 của quán massage, ngâm thuốc dao đỏ. Ít phút sau, khói lửa bao trùm tầng tum của quán, nhiều nhân viên đã tháo chạy khỏi căn nhà. Khoảng 15 phút sau, hai xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ được điều động tới hiện trường và nhanh chóng dập lửa. Hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Rất may không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng vào một nhà dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giả vờ hỏi thuê mặt bằng, sau đó nhanh tay trộm mất chiếc điện thoại của chủ nhà. Đáng chú ý, đối tượng đã đánh lừa 3 đứa trẻ tại đây để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi chạy xe gắn máy mang biển kiểm soát 75K84195 đến trước một căn nhà nằm trên đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên này liên tục cảnh giới và phát hiện ngôi nhà trên chỉ có 3 đứa trẻ ở nhà. Ngay lập tức, nam thanh niên trên tiến vào trong và yêu cầu một bé gái ra mở cửa để gặp chủ nhà hỏi thuê mặt bằng. Lúc này, bé gái gọi điện thoại cho cha của mình là anh Trần Ngọc Huy, 43 tuổi, chủ nhà. Thời điểm này, anh Huy đang đi làm thì nghe con gái gọi điện thoại. Con gái của anh Huy đã mở cửa cho thanh niên trên vào. Lúc này, nam thanh niên trên giả vờ ngồi xuống nệm để đánh lạc hướng 3 đứa trẻ, đồng thời nhanh chóng vòng tay ra phía sau giấu chiếc điện thoại có giá trị hơn 4 triệu đồng vào người, rồi rời khỏi hiện trường. Anh Huy trở về nhà và không thấy thanh niên trên. Sau đó, anh trích xuất camera mới phát hiện bị kẻ gian trộm tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại khu phố 1, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, theo clip trích xuất từ dữ liệu camera an ninh cho thấy, nhóm gồm 2 thanh niên mặc đồ đen, đeo khẩu trang kính, đi bộ, tay cầm lăm le một vật nghi là hung khí, đi bộ thản nhiên xông vào khu trọ. Sau khi vào, chúng quan sát ngó nghiêng từng phòng, dùng cả đèn để rọi vào bên trong nhằm tìm sơ hở của người dân. Theo người dân cho biết, các nhóm đối tượng thường đi từ 2 đến 3 tên, thường xuyên đột nhập vô khu trọ. Do sợ bị trả thù nên người dân không dám làm gì. Hiện chưa thống kê được thiệt hại những vụ trên, nhưng mong bà con ở trọ đề cao cảnh giác bảo quản tài sản. Ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ một xe container cùng tang vật là hơn 20 tấn rác thải để điều tra làm rõ hành vi đổ trộm rác thải trái phép. Trước đó, khoảng khuya 15 tháng 4, nhận được tin báo của một người dân có một chiếc container mang biển số 72LD00874, kéo theo rơ móc biển số 72R02330, đang lưu thông hướng vào lô cao su thuộc nông trường chính, thuộc thôn Tân Bình, xã Bù Nho. Trên xe chở đầy rác thải có dấu hiệu nghi vấn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang chiếc container đang đổ trộm rác thải gồm găng tay, đồ bảo hộ, chai lọ, quần áo cũ, v.v. Phía sau thùng xe vẫn còn hàng chục tấn rác thải chưa kịp đổ xuống. Kính thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa thôi là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 sẽ chính thức bắt đầu. Đại diện các quốc gia tham dự SEA Games 31 đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện mang tầm cỡ khu vực này. Vâng,
Và những ai đam mê thể thao thì chắc chắn sẽ biết linh vật của SEA Games 31 chính là sao la, một loài động vật cực kỳ quý hiếm đang trong tình trạng nguy cấp tuyệt chủng. Nhưng có một điều ít ai biết, tác phẩm biểu tượng vui SEA Games 31 của họa sĩ Ngô Xuân Khôi, nhà xuất bản phụ nữ, đã vượt qua hơn 500 tác phẩm khác để trở thành biểu tượng chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. Wow, vậy thì chuyên mục Chuyện ngày mới ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả của biểu tượng vui SEA Games 31 quý vị nhé. Trong một lần đọc báo giấy cách đây gần 30 năm, tôi đã rất nhớ cái sự kiện này, cái hình ảnh con sao la mãi đến cuối thế kỷ thứ 20 mới được phát hiện. Cho nên đấy là một cái điều rất đặc biệt và rất là quý và rất là hiếm vì nó chỉ có ở Việt Nam và ở miền Trung Lào. Cho nên là tôi thấy là rất là thú vị và hăm hở vào làm phác thảo rồi là dựng hình để xây dựng con sao la theo cái tiêu chí mà ban tổ chức cuộc thi đề ra. Riêng bản thân tôi cũng đã có hàng trăm cái bức vẽ mà rất là thay đổi. Nhưng có một điều thú vị là cái dáng của cái bài dự thi đầu tiên và cái cuối cùng nó gần như là giống nhau. Đấy, nó chỉ có thay đổi về hình một chút thôi. Nhiều người nói rằng là sao la nó không quen thuộc với văn hóa Việt. Thì tôi đồng ý là nó không quen thuộc vì nó chỉ mới xuất hiện và chúng ta mới biết đến nó có 30 năm thôi. Trong cái cách tạo hình tôi vẫn muốn thổi vào đó một chút hồn của văn hóa Việt. Ví dụ như là trang phục của sao la là gần gũi với trang phục của người nông dân, màu nâu của đất, màu vàng của lúa, màu đỏ của sự may mắn, của sự hanh thông và màu xanh non của lá mạ. Tất cả những cái yếu tố đó nó tạo thành một cái trang phục như là trang phục bình dân nhất của người nông dân Việt. Cái sự đặc biệt của sao la sẽ tạo thêm một cái niềm tự hào cho các vận động viên và cái niềm tự hào đó là được thiên nhiên ban tặng, được thiên nhiên ưu đãi, cho nên chúng ta có một con vật, loài vật rất là quý hiếm và đang cần được bảo tồn. Nó tăng thêm cái niềm tin, tăng thêm sức mạnh, tăng thêm cái động lực cho các vận động viên, nhất là các vận động viên Việt Nam sẽ thi đấu rất là thăng hoa và mang vinh quang về cho đất nước. Những ngày này, không chỉ trong các chương trình thể thao, biểu tượng sao la của SEA Games 31 với cơ thể khỏe khoắn, màu sắc bắt mắt vui nhộn cũng đã được in nhiều trong các băng rôn trên đường phố Hà Nội hay tại các địa phương có tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31. Vâng, sao la, biểu tượng vui của SEA Games 31 khiến cho người dân Việt Nam không khỏi tự hào, nhưng cũng nhắc nhở mỗi chúng ta có ý thức và hành động tích cực hơn trong việc bảo tồn một loài đặc hữu đang trong tình trạng nguy cấp bị tuyệt chủng. Và câu chuyện này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị luôn bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.